Vâng, thì ngay sau đây em xin phép cả nhà mình đi vào báo giá trực tiếp lúc đầu xe hiện đang có tại bên em. Mọi tư vấn thắc mắc thì cứ để lại dưới phần bình luận cho em ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, trước máy quay gần đây xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Hyundai Grand i10 này. Hyundai Grand i10 đời 2014, động cơ 1.0 số sàn này. Với cửa tiền gửi toàn thể anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng này bản đồ nhá. Bản đồ full kịch xin gửi đến cả gia đình mình ạ. Xe để trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đi ABS này. Đấy, xin nhan trên gương này, lốp lát còn mới còn đẹp. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. Đấy. Xe đăng kiểm rất là dài này, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Biển tư nhân chính chủ Hà Nội phố đây. Đấy, anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng i10 thì bên em đang có rất là nhiều đầu xe này, từ bản tiêu chuẩn này đến bản đủ để gửi anh chị quý vị mình nhá. Vừa rồi là chiếc i10 là 2004 với cửa tiền 245 triệu đồng. Thì tiếp tục em lại giới thiệu đến gia đình nhà mình, đây lại một mẫu Hyundai Grand i10 bản đủ đây. Xe thì sản xuất đời 2014 nên đăng ký là bánh năm 2016 nhá. Xe ông biển tư nhân chính chủ 30 đây, 30 thủ đô đây. Đấy, bản trước máy quay em đây bản đồ này, bản đồ xin gửi anh chị quý vị mình. La răng đúc, phanh đi ABS, lốp lát thì còn mới. Gương kính cụp xòe điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng anh chị quý vị các bạn ạ. Đấy, em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014 này cho anh chị quý vị ạ. Đấy. Xe thì trang bị 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau đây. 240 triệu, giá bao rút hồ sơ chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác ô tô Cao Biển. Cảm ơn bác ô tô Cao Biển rất là nhiều này. Chào bác Đỗ Hân, chào bác Chi Vũ, chào bác Đức Thư này, chào bác Trần Tuân, chào bác Khúc Văn Công, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Vâng, anh chị quý vị mình đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10 thì cứ để lại về bình luận cho em nhé, để em tư vấn sâu hơn về những đầu Hyundai Grand i10 đang có tại chợ bên em ạ. Vâng, tiếp theo trước máy quay em đây, anh chị quý vị nào mà với khung tiền là tầm 135 triệu đồng muốn chọn cho mình một chiếc sedan hai đầu phân khúc hạng B này, đấy, tập lái này, phục vụ nhu cầu cơ bản này, đấy, tránh mưa tránh nắng này, thì hãy tham khảo chiếc Kentra với em nhé. Kentra 209 này 135 triệu đồng, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, màu đen này, form dáng rất đẹp đây, sedan hai đầu phân khúc hạng B, hơn 100 triệu đồng thôi. Đấy, anh chị quý vị mình tham khảo chiếc này dùm em nhé, 135 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Trần Đức Thăng ạ, chào toàn thể anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi live stream ngày hôm nay. Cả nhà mình ơi, hãy cho em xin 57 nút tim đi, 57 nút chia sẻ đi để lan tỏa buổi live stream này hơn, để những anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì hãy đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương với em nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều. Đằng sau chiếc Kentra 209 với cửa tiền 135 triệu đồng vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến đại gia đình nhà mình một chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze 2011, form dáng mới này, máy mới này. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình 248 triệu đồng. 248 triệu đồng. Lước sơn màu đen rất đẹp đây. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ, cột kèo còn zin này. Đấy, trang bị 4 la răng đúc này, lốp láp còn đẹp. Vô lăng túi khí tích hợp có nút điều khiển trên vô lăng. 248 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi đẹp nhá. Đấy. Sedan đầu phân khúc hạng C này, gửi anh chị quý vị nhà mình 240 triệu nhá, giá bao rút hồ sơ cho cả gia đình mình. Vâng, chào toàn thể anh chị quý vị mình vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc có một buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream vào khung giờ 8:30 của Thanh Tùng thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý để phục vụ bản thân cũng như gia đình mình ạ. Cạnh mẫu Chevrolet Cruze 2011 248 triệu đồng, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Kia Morning. Kia Morning số tự động đời 2008, đăng ký là bánh năm 2010, 180 triệu đồng. Đây, bản đồ xin gửi anh chị quý vị mình này. La răng đúc, lốp láp đẹp, phanh đĩa 4 bánh. Đấy, xin nhan trên gương, máy số keo chỉ nội thất sơn xi thì còn đẹp nhé. 180 triệu đồng. Đấy, rất là nhiều đồ xe này để phục vụ ở đại gia đình mình ạ. Đằng sau chiếc Kia Morning 2008 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình đây, Vios 208. Vios 208 đăng ký đánh năm 2010, 195 triệu đồng đây. Động cơ 1.5 số sàn, biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây.
La dùng la sang đúc 4 bánh lốp lát còn đẹp. Xin nhan trên sườn xe này. Đấy. Máy số keo chỉ bao zin bao chất cho cả gia đình nhá. 195 triệu đồng. Xe đăng kiểm còn rất là dài này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Vâng, chào bác. Kiếp này chắc không mơ đến ô tô rồi. Không bác ơi, ô tô bên em rất là rẻ nhá. Loanh quanh đâu đó chỉ là 60 triệu này, 65 triệu một mẫu, 65 triệu này đến dưới 400 triệu thôi. Vâng, ô tô rất là rẻ luôn. Phù hợp với mọi nhu cầu anh chị quý vị các bạn nhà mình. Bác mà có đang có tầm tài chính bao nhiêu cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho em. Đem tư vấn cho anh những dòng xe từ vài chục triệu thôi. Vài chục triệu thôi đã có ô tô để đi rồi anh chị quý vị các bạn ạ. Cành mẫu Toyota Vios quốc dân đời 2009, đăng ký làm bánh năm 2010 rồi. Tiếp theo đây em giới thiệu anh chị quý vị mình. Đây một sản phẩm đến từ nhà Kia đây. Kia Rio 2015, đăng ký làm bánh năm 2018 này. Động cơ 1.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cơ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng nhá. Đấy, mang nước sơn màu trắng xứ rất là đẹp đây. Em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài cho anh chị quý vị mình cùng quan sát ạ. Đấy, xe này mang nước sơn màu trắng rất là đẹp này. Biển tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Mặt ga lăng mũi hổ vô cùng quen thuộc cái dòng Kia này. Đấy, la răng đúc 4 bánh, phanh đi ABS, lốp lát còn mới, xin nhan trên gương. Với cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 405 triệu đồng ạ. Vâng, cảm ơn bác Trần Tuấn rất là nhiều này. Vâng, chào bác Văn Cường, con biển 14 ạ. Ông con nào biển 14 bác Văn Cường nhỉ? Bác bình luận rõ rõ một chút thì em tư vấn cho bác Văn Cường nhá. Đấy, cửa tiền là 405 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ chị quý vị nhà mình. Xe đăng kiểm thì còn dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Anh chị quý vị nào đang quan tâm thì hãy nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em qua hai số line để trên màn hình nhá, để tư vấn sâu hơn cho gia đình của mình ạ. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến đại gia đình của mình những mẫu xe loanh quanh tầm 150 triệu. Đây những mẫu sedan hai đầu phân khúc hạng B nhá. Đấy, mang về tập lái này di chuyển phục vụ mọi nhu cầu của gia đình của mình ạ. Chiếc máy quay em đây là mẫu La Chetti đời 2008, đăng ký là bánh năm 2010. 155 triệu đồng nhá. Đây 155 triệu đồng. Anh chị quý vị mà quan tâm nhấc máy lên gọi điện cho em, giá còn bớt sâu được cho cả gia đình ạ. Xe này trang bị la xăng đúc 4 bánh này. Đấy, lốp bát thì mới cả dàn. Xin nhan trên sườn xe. Những chi tiết như tay lắm cửa, viền chân kính, ốp gương thì bọc lốp rất là đẹp đây. Đấy. Đấy, xung quanh đèn thì là bọc những chi tiết chrome rất đẹp. Biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đấy ạ. 155 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si gầm bệ còn chất nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage, giá còn giảm sâu được nữa cho anh chị quý vị các bạn ạ. Cạnh mẫu La Chetti 2008 vừa rồi. Tiếp theo đây em lại giới thiệu đến xa đi quý vị nhà mình. Đây lại một dòng La Chetti đây. Đấy La Chetti 2000 tiếp tục là 2008 nhá. Xin tư vấn đến gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Chi Vũ này, có Vios số sàn 2015 không? Vios số sàn 2015 thì tạm thời bên em chưa có bác ơi. Số sàn 2015 thì bên em chưa có nhá. Bên em đang có một chiếc số sàn đời 2019 bác Chi Vũ ạ. Bác có quan tâm nhắn để lại số điện thoại qua fanpage của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Sau buổi livestream thì em sẽ tư vấn cho bác tham khảo về mẫu Vios số sàn 2019 bên em đang bày bán nhá. Vâng, tiếp theo đây em xin tiếp tục giới thiệu cho anh chị quý vị nhìn mình mẫu La Chetti 2008 đấy ạ. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương đây. 4 mùa không ngập lụt nhá. La răng đúc 4 bánh, lốp lát còn đẹp còn mới này. Xin nhan trên sườn xe 140 triệu đồng thôi. Đấy, sedan hai đầu nhá. Anh chị quý vị mình đang muốn chọn cho mình một chiếc xe gia đình này. Đấy thì hãy quan tâm chiếc này cho em nhá. Đây. 140 triệu này, 150 triệu này. Chào bác Hoàng Hải Fit này. Có xe nào che mưa che nắng số tự động dưới 200 triệu không? Vâng, dưới 200 triệu một số tự động à. Đây thì em tìm những mẫu xe có anh nhá. Bên em có khá là nhiều đầu Kia Morning này. Tầm dưới 200 triệu để tư vấn cho anh. Đây anh Hoàng Hải ơi. Kia Morning bản SLX này. Đấy 180 triệu đồng nhá. Đấy, anh tư vấn em mẫu này này, số tự động này. 1.0 số tự động. Đây 5 chỗ ngồi đây. La răng đúc, phanh đi ABS, lốp lát còn mới này.
anh Hoàng Hải tham khảo mẫu này nhá. Đấy. Vâng, chào bác Thêm Nguyễn này. Chào toàn thể anh chị quý vị, mình vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân. Qua bước 6 livestream này thì hãy chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý đi ạ. Đây anh Hoàng Hải ơi, tiếp tục là mẫu xe mà 200 triệu số tự động đây. 235 triệu đồng. Đấy, Kia Morning bản SRX này. Bản nhập Hàn nguyên chiếc đời 2010, đăng ký lắp bánh năm 2013. Đấy. Na răng đúc 4 bánh này, lốp lát còn mới. Đấy, máy động cơ 1.0, máy eco này, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, xin gửi anh chị quý vị nhà mình nhé. Xe này mang nước sơn màu xanh kiểu đông rất đẹp đây. Tay nắm cửa này, viền chân kính thì bọc chrome. Xin nhan trên gương này, nội thất kế da. Điều hòa nóng lạnh hai chiều auto này, sấy ghế thì đủ cả rồi. 235 triệu đồng anh Hoàng Hải nhé, anh quan tâm em mẫu này đi ạ. Giá quan bớt sâu được. Vâng, chào bác Phạm Văn Dung, chào bác Thanh Ngoan, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Để em giới thiệu những mẫu số tự động này, tập lái cho bác Hoàng Hải đang quan tâm nhé. Bác Hoàng Hải đang quan tâm thì cứ nhắn tin số điện thoại qua fanpage cho em đi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi những hình ảnh và video chi tiết nhất về những dòng xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho cả anh nhé. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang này. Đây anh Hoàng Hải ơi, tiếp tục là mẫu xe dưới 200 triệu đồng đây. Tránh mưa tránh nắng cho anh này. 195 triệu đồng. Kia Morning số tự động, động cơ 1.0 2009 này. Đấy, được sơn màu trắng xứ nó rất là đẹp đây. Xin nhan trên sườn xe này. Đấy, cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều còn sáng còn đẹp này. 195 triệu đồng. Động cơ 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Vô lăng 3 chấu này, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình đẹp. Đấy, nội thất bên trong đây. 195 triệu đồng ạ. Vâng, anh chị quý vị nào đang quan tâm những dòng xe tập lái tránh mưa tránh nắng số động dưới 200 triệu đồng thì bên em có khá nhiều đầu xe để tư vấn đến cả gia đình ạ. Vâng, chào bác Anh Ngọc này, La Chetty Celica. Vâng, để em xem mẫu La Chetty Celica bên em đang dựng ở đâu nhé, để em tư vấn cho bác Anh Ngọc ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều nhé. Vâng, chào bác Nguyễn Đông này, chào thể chị quý vị mình ạ. Đây là Chetty Celica ơi, bác Anh Ngọc ơi. La Chetty Celica 2010, đăng ký là bánh năm 2011, 255 triệu đồng. Bản nhập Hàn, xuất Trung Đông, 8 túi khí, xin gửi anh chị quý vị nhà mình ạ. La răng đúc 4 bánh này, đây. La răng đúc 17 binh 4 bánh nhá. Đấy, lốp đá còn mới còn đẹp này. Gương kính cụp xòe điện, xin nhan trên sườn xe. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 255 triệu đồng ạ. Vâng, cảm ơn bác Thanh Ngoan này. Chào cả bác Thanh Vũ này, Vios 2019. Vâng, bác Thanh Vũ ơi, bên em đang có một mẫu Vios màu trắng 2019 nhé. Xe sản xuất cuối năm 2019 này, với cửa tiền gửi đến anh là 420 triệu nhé. Trước này thì tạm thời hôm nay bên em đi công vụ rồi. Bác Thanh Vũ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi cho bác hình ảnh và những hình ảnh chi tiết nhất của chiếc Vios 2019 cho bác nhá, bản E xịn nhá. Bản E xịn 7 túi khí bác Thanh Vũ nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Đông này, có Camry không? Vâng, bác Nguyễn Đông ơi, Camry thì tạm thời bên em lại chưa có anh nhá. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nào mà bên em về đầu Camry nào thì em sẽ nhắn tin trực tiếp cho anh Nguyễn Đông luôn nhá. Anh để lại số điện thoại cho em luôn đi ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Đông rất là nhiều ạ. Chào bác Nguyễn Huy Huyền này. Chào bác Hoàng Đức Hợp này. Toàn xe đẹp, giá vô cùng hợp lý với nhân dân. Ok bác Hoàng Đức Hợp nhá. Chào bác Hoàng Đức Hợp này. Vâng, toàn xe đẹp này, toàn xe giá hợp lý này, để phục vụ anh chị quý vị trên ba miền Tổ quốc ạ. Chào bác Thế Nghĩa Bùi. Chào toàn thể anh chị quý vị mình. Vâng, cạnh mẫu La Chetty Celica 2010 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 2014, đăng ký là bánh năm 2017. Với cơ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là dưới 200 triệu đồng. 195 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho cả gia đình mình ạ. Nước sơn màu trắng rất đẹp đây. Xin nhan thì trên sườn xe. Máy số keo chỉ, cột kèo còn zin, xin gửi anh chị quý vị mình. Đấy, con này thì mới được bùa thành bộ lơ mới này, lốp mới cả da này. Đấy, có thể là trời tối anh chị quý vị mình không quan sát được rõ lắm nhá.
nhà mình ai đang quan tâm mẫu này cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho với em. Em sẽ gửi những hình ảnh và video review chi tiết nhất cho cả gia đình nhá. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Linh đây. Đấy, cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều. Nội thất ghế da, điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Cửa tiền chỉ có 195 triệu đồng thôi. Đăng kiểm thì còn dài này. Tháng 2 năm 2023. Vâng, chào bác Khải Quang. Chào bác Bùi Thế Nghĩa, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Cả nhà mình ơi đang xem livestream ngày hôm nay thì hoan hỉ cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi nhá. Chia sẻ càng nhiều này, lượt like, lượt tim càng nhiều này, em lấy làm động lực để giảm giá cho anh chị quý vị nhà mình, giảm giá sâu nhá. Giảm giá làm sao mà cả nhà mình mua xe thôi ạ. Đây, tiếp theo trước máy quay em đây. Một mẫu 7 chỗ này, phân khúc vừa xin gửi gia đình nhà mình. Vivante 2.0 số tự động này. 193 triệu đồng. Nước sơn màu vàng cát đây cả nhà mình ơi. Là răng đúc lốp láp đẹp, giá chỉ có 193 triệu đồng thôi. Cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Máy số này keo chỉ sơn si gầm bẹ, nội thất còn chất còn đẹp. Đấy, 193 triệu đồng, còn bớt sâu được. Đấy. Anh chị quý vị mình cùng quan sát nội thất bên trong em này. Đấy, nội thất bên trong rất là đẹp luôn. 193 triệu đồng Vivante Chevrolet 2010 ạ. Đấy, nội thất bên trong rất là đẹp luôn. Vâng, anh chị quý vị mình đang xem livestream của em thì có những có những thắc mắc gì về dòng xe này, giá cả cũng như là phương thức mua bán thì cứ mạnh dạn để lại bình luận cũng như comment đi, em được tư vấn trực tiếp trên bức sóng livestream ngày hôm nay cho cả gia đình nhé. Kính mẫu Vivante 2010 động cơ 2.0 số tự động vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến cả gia đình nhà mình một chiếc Kia Morning. Kia Morning 2016 động cơ 1.25 số sàn 4 máy đây. Với cửa tiền gửi đến toàn thể anh chị quý vị nhà mình 200 triệu đồng này. 200 triệu đồng mang nước sơn màu đỏ rất là đẹp đây. 200 triệu đồng 2016 anh chị quý vị nhà mình nhé. La răng đúc 4 bánh này, lốp lát thì còn đẹp này. Đấy, cặp đèn pha này, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ, cột kèo còn zin. Nội thất vô cùng đẹp. Màn hình OLED cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, nội thất bên trong đây. Nội thất hai màu đen đỏ, vô lăng hai chấu này. Gương kính cụp xe điện 200 triệu đồng tròn. Xin gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Đỗ Ly, xe đẹp quá. Cảm ơn bác Đỗ Ly rất là nhiều này. Chúc bác Đỗ Ly cùng gia đình có một buổi tối vui vẻ qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi bác Đỗ Ly ơi. Vâng, chào bác Đinh Hữu Nghệ này. Chào bác Hồng Vinh, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, thì hôm nay bên em có về một mẫu Genta đây, em xin tư vấn và giới thiệu cho anh chị quý vị nhỉ. Genta 209 số tự động, động cơ 1.6 nhá. Đây 1.6 số động. Động xin gửi gia đình nhà mình. Đấy. Xe này mang lớp sơn màu bạc rất là đẹp đây, la răng đúc này, lốp láp đẹp này. Gương kính cụp xòe điện xi nhan trên sườn xe này. Tay lắm kìa, viền chân kính thì bọc áo lốc rất đẹp đây. Có cả vè che mưa trên cao này. Máy số keo chỉ zin xin gửi gia đình mình. Lốp láp đẹp đấy, thân vỏ liền lạc. Cam kết anh chị quý vị nhà mình những sản phẩm từ chợ ô tô đầu mối Hải Dương đưa đến tay người tiêu dùng, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích cầm nước cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Xe thì được trang bị cam lùi cam hành trình đầy đủ này. Kèm theo đó trang bị cả 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau đây, giúp anh chị quý vị mình di chuyển trên lùi thì an toàn và yên tâm. Đấy, là răng đúc 4 bánh, lốp lát còn đẹp. 210 triệu đồng xin gửi đến gia đình mình ạ. Vâng, như anh chị quý vị nào mà đang quan tâm dòng Genta này, đặc biệt là Genta số động này thì khá là hiếm nhá. Có quan tâm thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em tư vấn sâu hơn cho anh chị quý vị mình. Đây một dòng xe mới về bên em. Em xin quay rõ hơn nội thất bên trong cho cả gia đình cùng quan sát này. Đấy. Vô lăng 4 chấu, có túi khí an toàn trên vô lăng này. Túi khí an toàn bên cạnh ghế phụ người lái đây. Đấy. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Đấy, số tự động 2009 ạ. Chắc Hồng Vinh có, anh có xe nào tầm 350 triệu không? Xe gì em, tầm 350 triệu thì bên em cũng có khá là khá đầu như bác Hồng Vinh nhá. Để em tư vấn cho anh ạ. 350 triệu này. 350 triệu đây. Fortuner 208 đây, em xin giới thiệu mấy bác Hồng Vinh nhá.
Thì bác có ưng ý mẫu Fortuner mà tầm 350 triệu được không ạ? Đây, Fortuner 208 xe tư nhân chính chủ đây. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, động cơ 2.7 số tự động. Đấy, 7 chỗ ngồi, 2 cầu máy xăng nhá. 350 triệu xin gửi đến bác Hồng Vinh này. Bác Hồng Vinh mà quan tâm mẫu này nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, sơn si máy số keo chỉ bao zin cho cả nhà mình. Đấy, có lỗi có lầm tặng xe luôn cho anh chị quý vị nhé. Đấy, xác định lỗi tặng xe luôn. Fortuner 207 đây, 2 cầu, đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, em xin quay một vòng này. Tay lắm cửa này, viền chân kính này, ốp gương này, ốp bình xăng thì bọc lốp rồi. Nội thất ghế da bên trong màu be đây. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe này. Gương kính chỉnh điện, vô lăng 4 chấu, tích hợp tối khi toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình zin. 350 triệu xin gửi đến cả gia đình mình ạ. Vâng, chào Khải Quan này, chào bác Vũ Xuân Huy. Vâng, chào bác Đinh Hữu Nghệ, vai út đen 170 triệu. Bác Đinh Hữu Nghệ ơi, vai út đen 170 triệu à? Bác lên một chút nữa đi nhá, bác Đinh Hữu Nghệ nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em tư vấn bác Đinh Hữu Nghệ nhá. Cảm ơn bác Đinh Hữu Nghệ rất là nhiều này. Một khách hàng vô cùng thân thiết của chỗ ô tô đồ mối Hải Dương ạ. Chào bác Trần Văn Bình, chào bác Khải Quang, chào bác Thế Nghĩa Bùi, chào bác Đặng Trang này, chào toàn thể anh chị quý mình. Bác Đinh Hữu Nghệ ơi, tất cả những giá bên em đã để này là giá bán rồi. Giá để giá bán này cho anh chị quý vị mình quan tâm là mua được thôi, chứ không phải thách thức gì cả nhá. Bác Đinh Hữu Nghệ ạ. Vâng, tiếp theo đây với cửa tiền loanh quanh là 200 triệu. 200 triệu đồng cho mẫu Captiva 208 đây. 2.4 số sàn. Đấy, xin gửi gia đình của mình. La răng đúc 17 inch mỗi bánh này, đấy. Gầm cao máy thoáng với lức sơn màu đen rất đẹp đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Chevrolet Captiva 208, xin nhan trên gương. Gương kính cụp xòe điện này, ốp chân kính này, tay lắm cửa, viền chân kính này bóng lốc này. Có giá để đồ trên cao. Máy số keo chỉ nội thất zin. Xin gửi anh chị quý vị mình 200 triệu đồng. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Vâng, chào bác Phạm Văn Dung này, chào bác Khúc Văn Công, chào bác Bình Hằng, chào toàn thể anh chị quý vị em mình. Chào bác Vũ Văn Huy. Có ASEAN tự động 2019 ạ. Vâng, bác Vũ Xuân Huy ơi, cảm ơn câu hỏi của bác ơi. Của bác Vũ Xuân Huy nhá. ASEAN 2019 số tự động thì tạm thời bên em chưa có, tiếc quá anh Vũ Xuân Huy ơi. Anh cứ theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Lao mà có đầu ASEAN số tự động 2019 nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhé. Anh tham khảo dùm em mẫu số tự động này 2015, mẫu Kia Rio bên em đang bán đi ạ. Anh nhá. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, chắc Chi Vũ Fortuner 330 triệu được không? Vâng, bác Chi Vũ ơi, lên một chút nữa đi. Được giá, lãi một xíu thôi là bên em cũng bán nhá. Bác Chi Vũ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi ạ. Cảm ơn bác Chi Vũ rất là nhiều này. Chào Nguyễn Minh Nhi, chào toàn thể chị quý vị mình. Cạnh mẫu Captiva 2008 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu với anh chị quý vị nhà mình. Đây, một chiếc Hyundai Grand i10 nhá. Bên em đang có tầm 8 đầu Hyundai Grand i10. Một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu đến từ nhà Hyundai đi ạ. Đấy, máy số này điện đóm dễ bảo trì bảo dưỡng nhá. Phụ tùng thay thế luôn có sẵn này. Dòng xe phổ thông để phục vụ cả gia đình ạ. Tầm tiền thì cũng chỉ loanh quanh 230 triệu đồng một chút thôi. Đây, chiếc này thì là 195 triệu đồng này. 195 triệu đồng. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan trên sườn xe. Máy số keo chỉ cột kèo zin. Xác định được lỗi tặng xe luôn cho anh chị quý vị mình. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ này, em xin quay phần nội thất bên trong này. Đấy. Nội thất ghế da, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí. 195 triệu đồng xin gửi đến đại gia đình của mình ạ. Vâng, chào bác Hào Kiều, chào bác Khải Quang, chào bác Bình Hằng, chào bác Khúc Văn Công, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Cả nhà mình đang xem livestream thì hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, hoan hỉ lên cả gia đình ơi. Chia sẻ càng nhiều này, lượt tim lượt like càng nhiều. Em lấy làm động lực để bớt sâu, bớt làm sao như anh chị quý vị mình quan tâm được mẫu nào thì mua được mẫu đấy nhá.
Vâng, cạnh mẫu Hyundai Grand i10 đời 2014 vừa rồi, bản vừa rồi là bản tiêu chuẩn này, đấy bản tiêu chuẩn cỡ tiền 195 triệu đồng. Thì ngay sau đây em xin giới thiệu chị Quý Mịnh Hyundai Grand i10 bản đủ phun kịch này, 2014, động cơ 1.0 số sàn, 245 triệu đồng. Đấy, la xăng đúc, phanh đi ABS, lốp láp mới, xin nhan trên gương này. Đấy, tay nắm cửa thì được trang bị lốt mở một trạm thông minh này. Cỡ tiền gửi gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí và có nút điều khiển trên vô lăng, đè lỗ start top này. Màn hình cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Không cần Fortuner đấy, số tự động bác ơi. Fortuner màu đen là số tự động bác nhá. Vâng, bác Trì Vũ mà quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi nhá, để em tư vấn sâu cho bác Trì Vũ ạ. Rồi là khá nhiều mẫu số sàn 5 chỗ này. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một sản phẩm đến nhà Honda, Honda Civic 2009, 275 triệu đồng, giá còn bớt được lứa cho gia đình mình. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương đây, 4 mùa không ngập lụt đây. Biển số là khá là đẹp nhá. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng như đẹp, sơn xi máy số keo chỉ, cầm bệ cũng như là cột kèo để bao zin cho anh chị quý vị mình. Hai động cơ 1.8 số tự động 5 chỗ ngồi, nước sơn màu vàng cát này, rất là đẹp đây, rất là phong thủy đây. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Động cơ 1.8 số tự động này. Đấy, đầu đàn hình to, gương kính chỉnh điện rồi. Anh chị quý vị mình quan tâm đến mẫu nào thì cứ nhắn tin hoặc là để lại comment trực tiếp dưới phần bình luận cho em đi, em được tư vấn ạ. Vâng, chắc Tùng Đại Hiệp mua 150 triệu về bán 190 triệu có vẻ là nhiều quá. Vâng ạ, cảm ơn bình luận của bác Tùng Đại Hiệp ạ. Cảm ơn bác Tùng Đại Hiệp rất là nhiều nhá. Cho Ngoan Thanh này, chào toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Cạnh mẫu Honda Civic 2009 thì em xin giới thiệu anh chị quý vị như mình. Đây, tiếp tục là một chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc này. Động cơ 1.2 số tự động này. Gentraic, vâng. Gentraic 2010, đăng ký làm bánh năm 2012. Với cửa tiền gửi đến toàn thể anh chị quý vị gia đình nhà mình 235 triệu đồng. Xe mang nước sơn màu xám xám xi rất đẹp đây. Đấy. Đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. La xăng đúc 4 bánh, lốp lát thì còn mới còn đẹp này. Đấy. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến dòng xe số tự động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này. Đấy, thì em xin tư vấn nhá. Đấy, gương kính thì cụp xoay điện 4 cánh này, có sấy gương, sấy ghế đủ cả này. Option cửa sổ lock này, đấy, cửa sổ trời panorama xin gửi gia đình mình. Đấy, rất là hiện đại luôn. 235 triệu đồng, giá còn bớt sâu được ạ. Vâng, chào Tuấn Anh Bùi, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Cạnh mẫu Gentraic 2010 rồi. Tiếp theo đây với cửa tiền 200 triệu đồng, em xin gửi đến anh chị quý vị mình một mẫu Kia Morning 2016 nhé. Kia Morning 2016 màu vàng này. Đấy. Xe được trang bị la xăng đúc 4 bánh này. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh 2 chiều Z-Boost, đầu đàn hình to. 200 triệu đồng xin gửi gia đình mình ạ. Vâng, cả nhà mình ơi, đang quan tâm đến dòng nào, quan tâm đến mẫu nào thì cứ trực tiếp comment đi thì em được tư vấn thôi. Trực tiếp trên bước sóng live stream ngày hôm nay. Chào Đình Vũ này, chào bác Tuấn Anh Bùi, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Vâng, chào bác Hào Kiều này. Vâng, cả nhà mình đang quan tâm đến mẫu nào này, quan tâm đến dòng nào, với tài chính tầm bao nhiêu tiền, hoặc là đang quan tâm những thủ tục mua bán ra sao, sang tên đổi chủ bấm biển mới như thế nào, thì cứ để lại bình luận đi để em được tư vấn nhé. Cảm ơn những tư vấn góp ý của anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu La Chetti Celic này, 255 triệu đồng vừa rồi em giới thiệu gia đình mình đúng không? Thì này, tiếp tục một mẫu Vivante nhất, trước này thì số sàn này. Vivante 208 số sàn, động cơ 1, động cơ 2.0 nhé, xin lỗi của mình ạ, động cơ 2.0 này. Với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 155 triệu đồng thôi. 155 triệu đồng. Xe tư nhân chính chủ, đăng ký 8 chỗ ngồi này. Đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Máy số keo chỉ, gầm bệ, cột kèo còn chất. Nội thất ghế da sạch sẽ rồi, sơn xi thì luột là. Mang em nó về sẵn đi, sẵn di chuyển, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình nhá. 155 triệu đồng, giá còn bớt sâu được gia đình mình này. Vâng, tiếp đây với cửa tiền hơn 100 triệu một chút thôi. 115 triệu đồng, La Chetti 208,
1.6 số sàn này. Đấy, 115 triệu đồng thôi. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp, 115 triệu đồng. Đây một mẫu xe đây. 115 triệu đồng chị quý vị nhá. Anh chị quý vị mình đang quan tâm những dòng xe tầm 100 triệu đồng này. Đấy, form dáng rất đẹp luôn. Đấy, La Chetti. Thì hãy nhấc máy lên đi, gọi điện trực tiếp cho em qua hai số Zalo 0347 701 777, 0343 540 999 để em được tư vấn sâu. Vâng, chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng, có địa chỉ tại Nam Trung Nam Sách Hải Dương. Rất vui và hân hạnh được phục vụ anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Cạnh mẫu La Chetti 115 triệu 2008 vừa rồi. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình mình một số mẫu Innova đây, dòng xe quốc dân 7 chỗ đến nhà Toyota nhá. Để anh chị quý vị mình cùng tham khảo với em ạ. Toyota Innova 2010 2.0 số sàn 278 triệu đồng. Vâng, 278 triệu đồng cho mẫu Innova bản G xin chiếc máy quay em đây này. Đấy. Nội thất thì rộng nhất phân khúc 7 chỗ này, máy số điện đóm vô cùng lành, dễ sửa chữa. Điều hòa của Nhật thì không phải bàn gì. Rét buốt, rét sâu luôn, gửi đến chị quý vị mình này, 278 triệu đồng. Xe đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Bản trước máy quay em này, bản trước máy quay em đây, bản G xịn này. Đấy. La răng đúc, phanh đĩa ABS 4 bánh, lốp láp mới cả gian. Đấy. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí, 278 triệu đồng. Đấy, xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Bác Mong Nguyệt có loại nào 200 triệu không anh? 200 triệu thì nhà em nhiều lắm bác Mong Nguyệt ơi. Đấy, 200 triệu thì rất là nhiều luôn nhé bác Mong Nguyệt nhé. Đây. La Chetti CX này 200 triệu này. Kia Morning 200 triệu này. Hyundai Grand i10 cũng dưới 200 triệu, 195 triệu đồng này. Grandia số tự động này 210 triệu nhá. Bác Mong Nguyệt quan tâm đến hãng nào, loại nào thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi. Nhắn tin trực tiếp vào giờ livestream này này, giảm giá mỗi đầu xe 5 triệu đồng cho cả gia đình mình. Quan tâm mẫu nào nhắn tin vào khung giờ livestream, giảm giá 5 triệu đồng. Em Thanh Tùng, chợ ô tô đầu mối Hải Dương vẫn livestream vào khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối. Rất vui và được phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Cạnh mẫu Innova 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây, Innova 208 bản G xịn xin gửi anh chị quý vị mình. 239 triệu đồng này, 239 triệu đồng cho mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu trước máy quen đây nhá. Đấy. Biển thì vẫn 4 số này, tư nhân chính chủ Hà Nội phố đây. Bản G xịn được trang bị la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS lốp lát thì còn mới này. Tay lắm cửa, viền chân kính ốp gương thì được bọc lốp rồi. Đấy, xung quanh này thì được ốp phim cách nhiệt 3M này, tạo cái điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình. Đây, nội thất bên trong siêu rộng luôn. Phân khúc 7 chỗ không đối thủ. Máy 2.0 vừa đủ nguyên liệu này, vừa đủ độ mạnh mẽ để di chuyển này. Đấy. Đầu đài màn hình zin 239 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị mình. Hai hàng điều hòa tạo cái cảm giác thoải mái cho anh chị quý vị mình di chuyển đủ 8 chỗ này. Đấy, nội thất trần lỉ này. Nội thất trần lỉ vẫn bọc ni lông zin nguyên bản theo xe. Máy số keo chỉ cột kèo zin 239 triệu đồng. Toyota Innova 2008. Chào bác Tuyền Nương có con vai ớt nào 2014 không bác chính? Vâng, cảm ơn bác Tuyền Nương ạ. Em là Thanh Tùng nhớ, đang là kênh bán hàng chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Anh Đức Chính là cũng là người của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Bác Tuyền Nương nhá, bác Tuyền Nương ủng hộ em này và ủng hộ bác Đức Chính này thì cho mỗi kênh một lượt like cũng như một lượt theo dõi đi ạ. Cảm ơn bác Tuyền Nương rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Nga Nguyễn, chào bác Trần Văn Bình, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Đây, bác Đức Chính thì cũng đang ngay chim ở chờ em nhé anh nhé. Cạnh mẫu Innova 2008 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình đây. Một dòng sản phẩm đến Hyundai đây. Hyundai Getz 2009, động cơ 1.0 số sàn. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây. 4 số đây, một chủ từ đầu đây. Máy số keo chỉ gầm bệ còn vô cùng chắc chắn, vô cùng đẹp này. Đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm nay này. Đấy, lốp láp mới này. Đấy, em xin quay nội thất bên trong này. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên đản theo xe. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí. Động cơ 1.0 vô cùng tiết kiệm. Đây, gương kính cụp xòe điện.
135 triệu đồng nhá anh chị quý vị mình ạ. Những bác nào đang quan tâm dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu vô cùng bền bỉ này thì mẫu Hyundai Getz trước máy quay ở đây này, sự lựa chọn vô cùng là ok cho cái đại gia đình mình ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem livestream ngày hôm nay thì hãy hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt tin với cả gia đình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn nhé. Cảm ơn đại gia đình mình rất nhiều ạ. Đây, tiếp tục là Toyota Vios này. Anh chị quý vị mình đang quan tâm Toyota Vios này thì tham khảo em mẫu này nhé. Toyota Vios 2010 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi 216 triệu đồng. Đây, nước sơn màu vàng cát rất đẹp đây. La răng đúc tăm đây, đa chấu đây. Lốp lát còn mới còn đẹp này. Máy số keo chỉ sơn si còn chất, 216 triệu đồng. Đấy, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, xi nhan trên gương, vô lăng túi khí, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều xét buốt. Vâng, chào bác Phạm Ngọc Trường, chào bác Lưu Trương, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Chúc toàn thể anh chị quý vị mình ba miền tổ quốc này có một buổi tối vui vẻ này. Qua lại bước sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Vâng, chào bác Cao Biển Ô Tô, mọi người ơi, để lại cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương lan tỏa đi. Cảm ơn bác Cao Biển Ô Tô rất là nhiều nhá. Vâng, chào Ngoan Thanh, chào bác Tiến Tùng này, chào toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Vâng, tiếp theo đây này, em xin giới thiệu những dòng Toyota Innova bên em đang trưng bày và buôn bán nhá, cho anh chị quý vị mình tham khảo một lượt luôn này. Toyota Innova 208 2.0 số sàn 8 chỗ ngồi xin gửi đến gia đình ở đây. Biển thì tư nhân chính chủ 34 này, Hải Dương 4 mùa không ngập lụt này. La răng đúc phanh đi ABS này. Đấy, máy số keo chỉ này, sơn si cột keo zin luôn gửi đến gia đình mình. 265 triệu đồng. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Nội thất ghế da này có dòng Toyota Innova này, nổi tiếng trong phân khúc nhá. Đấy, siêu rộng. 265 triệu đồng. Xin gửi anh chị quý vị mình ạ. Không lỗi không làm gì, cam kết với anh chị quý vị mình. Đấy, 208 2.0 số sàn Toyota Innova 265 triệu đồng. Cạnh 3 mẫu Toyota Innova bản G xịn em vừa giới thiệu với anh chị quý vị mình thì bên em có một mẫu Toyota Innova bản tiêu chuẩn này. Bản tiêu chuẩn đời 2007 với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 175 triệu đồng. 175 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si lốp lát thì còn chất còn đẹp. La răng đúc 4 bánh này, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều. Màn hình đầu đài cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. 175 triệu đồng xin gửi đến đại gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Minh Đức này, chào bác Tuyền Nương này, chào bác Phạm Văn Dung. Anh chị quý vị mình đang xem livestream, có những gì cần tư vấn, có những thắc mắc gì thì cứ trực tiếp để lại bình luận đi để em được tư vấn sâu hơn cho anh chị quý vị mình hiểu rõ hơn nhé. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều ạ. Vâng, cạnh vài mẫu Toyota Innova 2008 2010 vừa rồi, tiếp theo đây em lại giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc xe ngoại nhập đây. Là chiếc T CX 2010 đăng ký là bánh năm 2012, động cơ 1.6 số tự động. Đây, xe này mang biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội đây, 30 Hà Nội phố nhá, 5959 này. Biển kép rất là đẹp luôn. Đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. La răng đúc lốp đáp đẹp, phanh đi ABS, xi nhan trên sườn xe. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. 255 triệu đồng. Vâng, chào bác Minh Đức này, Kia. Vâng, ok bác Minh Đức nhà em xem đầu Kia nào để giới thiệu cho bác Minh Đức này. Bác Minh Đức đang quan tâm dòng Kia với tầm tiền bao nhiêu nhỉ? Em tư vấn trực tiếp luôn cho bác Minh Đức ạ. Chào bác Đinh Văn Viện, chào toàn thể chị quý vị mình ạ. Những bác vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay thì cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm và không bỏ lỡ những buổi livestream của bên em ạ. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều nhé. Vâng, ngay sau đây một sản phẩm đến từ nhà Kia đây. Kia Morning, một dòng xe quốc dân 2016 xin gửi gia đình mình ạ. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy này. Bản trước máy quay cái đây này, bản SI này, bản đủ full kịch nhá. Đấy, bản đủ full kịch xin gửi gia đình mình. Đèn pha và đèn gầm phá xương thì được trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. La răng đúc lốp lá mới cả dàn, phanh đi ABS. Xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy, gương kính cụp xe điện, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, anh chị quý vị mà quan tâm đến mẫu này nhá,
giá chỉ có là 255 triệu đồng thôi. Bản đổ full kịch Kia Morning, vô lăng 2 chấu tích hợp túi khí an toàn, nội thất ghế da đều hòa lắm anh, 2 chấu rét buốt luôn. Kia 7 chỗ không anh à? Vâng bác ơi, Kia 7 chỗ thì tiếc quá, tạm thời bên em lại chưa có Kia 7 chỗ bác ạ. Bác tham khảo cho em mấy dòng 7 chỗ này. Đấy, Toyota Innova này đấy, 7 chỗ quốc dân nhá. Bản G xịn này. Đấy, bản G xịn, bản tiêu chuẩn này. Đấy, bác tham khảo em mấy mẫu 7 chỗ đi bác Nguyễn Nga ơi. Đấy. Rất là nhiều đầu Toyota Innova 7 chỗ đây, dòng xe quốc dân 7 chỗ nhá. Bác tham khảo em mấy mẫu này ạ. Chào bác Minh Đức Chevrolet sờ bác anh ơi. Bác Minh Đức ơi, Chevrolet sờ bác thì bên em nó còn một mẫu thì lại bán rồi nhá. Đây thì có một dòng ngang ngang với Chevrolet sờ bác đây, Mantis này, em tư vấn cho bác Minh Đức để xem bác có ưng ý nhá. Đây. Mantis bản SE 208 đây. 0.8 số sàn ăn xăng như người luôn. Một dòng xe nhỏ gọn này, anh chị quý vị là mà vừa có bằng này, muốn bổ túc tay lái được vững tay lái này. Đấy. Thì tham khảo mẫu này này. Matiz 208 65 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi lốp lát còn chất còn đẹp này. Đấy, một dòng xe nhỏ gọn nữa. Đây anh Minh Đức ơi, tham khảo em trước Matiz đi anh Minh Đức ơi. Chào bác ông Quốc Việt Triệu có con ASEAN 209 không anh? Ok bác Quốc Việt Triệu ơi, 20 ASEAN 209 bên em có anh nhá. Đây để em xem nó đang đậu ở đâu này. Nhiều sản phẩm quá đâm ra lắm, lúc là cũng không nhớ sản phẩm mà để chỗ nào cơ anh chị quý vị mình ạ. Đây ASEAN 209 đây. Đây. Bác Quốc Việt Triệu ơi, ASEAN 209 đây anh ơi. Đây ASEAN 209 này, 1.4 số sàn nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. 170 triệu đồng anh nhá. Đấy, mang nước sơn màu xám bạc rất đẹp đây. 209 nhập khẩu Hàn nguyên chiếc này. Máy số này, đấy. Máy số keo chỉ keo cột zin này, đấy, la răng đúc lốp láp mới 170 triệu. Nội thất ghế da điều hòa lắm lạnh 2 chiều rét buốt luôn. Em xin quay phần nội thất bên trong của chiếc ASEAN này cho anh quan sát này. Đấy. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí này, đầu ràng hình zin này, 170 triệu gửi đến anh Quốc Việt Triệu nhá. Đấy, thân vỏ liền nạc này. Cam kết không đâm đụng, không va chạm này. Đấy. Vâng, chào bác Triều Trường này. Vâng, bác Quốc Việt Triệu mà có đang quan tâm đến chiếc ASEAN này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Sau buổi live stream này em sẽ kết bạn với bác và gửi cho bác video review chi tiết chiếc ASEAN 209 này nhá bác nhá. Vâng, chào bác Trinh Phan Văn này. Chào bác Minh Đức này. Y12 đầu Y10 quay đầu 200. Y10 quay đầu 200 mà bác ơi. Đây Y10 quay đầu 200 này nhá. Em xem Y10 quay đầu tầm 200 đâu để giới thiệu cho bác Minh Đức luôn ạ. Vâng ok, cảm ơn bác Quốc Việt Triệu rất là nhiều nhá. Chúc anh ngồi buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng live stream mình sẽ mong anh sẽ chọn được những mẫu xe ưng ý để phục vụ nhu cầu bản thân cũng gia đình ạ. Đây Y10 quay đầu 200 đây bác ơi. Y12-14 đăng ký lăn bánh 2017. Đấy, nước sơn màu trắng này 195 triệu. 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi đây. Đấy, bác Minh Đức tham khảo em mẫu này này. Đấy, mẫu này là một này. Em xem một mẫu nữa đây, một mẫu nữa góc kia. Em sẽ quay luôn cho bác Minh Đức luôn một thẻ nhá. Đấy, Y12-14 đăng ký lăn bánh 2017. Sơn xi sạch xe, máy số keo chỉ gầm bệ kèo cột zin. Đấy 195 triệu đồng. Còn bớt được nữa. À bác phun thoại Mazda 3 màu đỏ đô. À vâng xin lỗi bác phun thoại rất là nhiều nhá. Mazda 3 đa màu đỏ đô thì tạm thời bên em lại chưa có hàng ở nhà. Vâng. Bác nhắn tin dùm em một tin nhắn qua fanpage đi. Nhắn hộ em một tin nhắn qua fanpage đi. Để tí em sau buổi livestream em sẽ gửi cho bác luôn. Ok anh ơi. Ok Minh ơi. Đây để em tiếp tục gửi đến anh mẫu Y10 tầm 200 quay đầu này. Đây, ngay trước mặt đây rồi. Bãi bên em nó khá rộng nên đi lại nó cũng hơi xa một chút ạ. Vâng, cảm ơn những bình luận của anh chị quý vị rất là nhiều nhá. Đây, tiếp tục đây. Y10 195 triệu đồng tiếp theo đây. Đây. Anh Mỹ Đức quan tâm tiếp em tiếp nhá. Đấy. Đây Y10 214 đây.
195 triệu đồng đây, xin gửi đến bác này. Máy số keo chỉ sơn si đẹp 195 triệu đồng. Đăng kiểm dài tháng 7 2023. Đây, bác Minh Đức quan tâm đến mẫu này nhá. Đây để em quay phần nội thất bên trong ạ. Đây nội thất bên trong của chiếc i10 2014 đây. Đấy, vô lăng 3 chấu tích hợp tối khí này. Đầu đàm hình theo xe nhá. 195 triệu đồng, bác Minh Đức quan sát của em ạ. Đây. Vâng, thì vừa rồi em đã quay hai mẫu Hyundai Grand i10 195 triệu đồng rồi nhá anh chị quý vị và bạn ạ. Bác Minh Đức và quan tâm nhắn trực tiếp qua fanpage cho em đi, bác Minh Đức ơi. Vâng, chào bác Tuấn Nguyễn này, có Vios 2, có Vios 17 số tự động không? Vios 17 số tự động thì tiếc quá, bên em tạm thời lại chưa có bác Tuấn Nguyễn ơi. Bác nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em tư vấn những mẫu Vios đời 2009, 2010 này và 2019 bên em đang có nhé, để xem bác có ưng được mẫu nào không. Vâng ạ. Chào bác Ngô, chào My, chào bác Anh Ngọc, chào bác Trinh Phan Văn, chào bác Nguyễn Khôi. Chào cả gia đình mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cho em xin 57 lút chia sẻ đi cả gia đình ơi. Đây anh Tuấn Nguyễn mà đang có đang tìm mẫu Vios 2017 này, thì anh thử tham khảo dùm em mẫu Vios bản E 2010 này. Đây, Vios bản E 2010 trước máy quay em đây nhá. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng này. Đấy, bản E xịn này, na răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa ABS 4 bánh luôn, xin nhan trên gương này. Đấy, mình xem quay anh xem đây. Anh tham khảo dùm em mẫu 2010 bản E xịn này. Đây, màu đen nhá anh nhá. Bản E xịn này, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS này, xin nhan trên gương này, máy số keo chỉ cột kèo zin. Đấy, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy, anh tham khảo em mẫu này nhá. 1.5 số sàn, 245 triệu đồng. Anh quay lộ thất bên trong cho anh Tuấn Nguyễn cùng xem này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn này. Đấy, 245 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí này. Túi khí có cả bên phụ cạnh người bên phụ đây. 245 triệu đồng. Thì em xin tìm tiếp mấy mẫu Vios bên em đang có để tư vấn cho anh Tuấn Nguyễn ạ. Vâng, cảm ơn Tuấn Nguyễn rất là nhiều nhá. Vâng, chào Mi Duyên, hello. Vâng, hello Mi Duyên ạ. Chào Minh Đức này. Đây. Tiếp tục lại Vios bản E này. Đây, Vios bản E 2010 này. Đấy, xe gia đình nhá. Không dịch vụ taxi 1 giây 1 phút nào luôn. Biển tư nhân chính chủ 30A Hà Nội phố đây. Đấy, la răng đúc, phanh đi ABS 4 bánh này, xin nhan trên gương này. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rất bút luôn. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Trang bị cả 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau, đăng kiểm dài. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 này anh xem em nhé. 268 triệu đồng. Đây, 268 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Vâng ạ. Đấy anh Tuấn Nguyễn ơi, em đã giới thiệu cho anh hai mẫu ở Vios đời 2010 đang có tại bên em rồi. Một chiếc đời 2009 với cửa tiền là 420 triệu. Thì trước đấy bên em này hôm nay đi công vụ nhá. Anh nhắn tin trực tiếp với em qua ra fanpage cũng Zalo đi, em tư vấn thêm ạ. Ok bác Tuấn Nguyễn nhá, bác cứ nhắn tin cho em qua fanpage số điện thoại đi. Nào có đầu nào màu vàng cát đời 2017 thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh Tuấn Nguyễn ạ. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn rất là nhiều. Vâng, chào anh Nguyễn Anh Vũ này, có Innova không? Innova có anh ơi. Đầu hai stream em đã giới thiệu rồi, để em giới thiệu lại cho anh cùng quan sát nhé anh Vũ nhá. Đây anh Vũ ơi. Đây Innova đây, anh tham khảo cùng em nhá. Innova này, 7 chỗ quốc dân 2010 này, 278 triệu đồng. Bản G này, 2.0 số sàn này. Đấy anh tham khảo cùng em nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em gửi cho anh nhiều video review nhất này. Đấy, Innova 2008 240 triệu đồng này, bản G này. Đấy, la răng đúc 4 bánh, phanh đi ABS lốp lát còn mới, 240 triệu. 2008 2.0 số sàn. Đấy, hai chiếc ở gần đây này. Đấy, anh quan sát cùng em nhé. Đây, tiếp tục là Innova 2008 này, 2.0 số sàn này. Đấy, 265 triệu đồng nhá. Vâng anh, vâng anh Vũ ơi, anh còn ở đây không nhỉ? Đấy, tham khảo em dùm 3 mẫu bản G này.
và mẫu bản tiêu chuẩn này. Đấy, bản tiêu chuẩn 175 triệu đồng này, 2008 nhá. Đấy, anh quan sát cùng em ạ. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Ba mẫu, bốn mẫu Innova này bao zin, bao chất gia đình mình. Vâng, và anh Vũ mà có quan tâm, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em gửi cho anh những hình ảnh và video chi tiết nhất, từ máy số keo chỉ sơn si đến từng con ốc cho anh đánh giá nhá. Bên em có một chiếc 215, thì chiếc đó hôm nay lại đi công vụ rồi. Anh cứ nhắn tin với em để em gửi cho anh những hình ảnh chi tiết nhất ạ. Chào bác Trịnh Phan Văn, chào bác Minh Đức, chào bác Thảo Bùi, chào bác Xuân Hòa, chào bác Nguyễn Khôi. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, rất cảm ơn anh chị quý vị mình vào khung giờ là 8 giờ 3 phút mỗi tối lại theo dõi Thanh Tùng, theo dõi chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhé. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Vâng, ok anh Nguyễn Anh Vũ ạ. Tiếp theo đây em xin gửi đến chị quý vị nhà mình những mẫu xe hiện đang có tại bên em. Chiếc máy quay em đây là một sản phẩm đến nhà Hyundai đây. Hyundai Grand i10 bản đủ đời 2014 nhá. Đấy, với nước sơn màu xám bạc rất đẹp đây. Còn 175 triệu là bản tiêu chuẩn anh Huy Tà Văn ơi. Còn 175 triệu là bản tiêu chuẩn anh nhá. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi để em gửi cho anh hình ảnh chi tiết con đó. Cảm ơn anh Huy Tà Văn rất là nhiều này. Đây, Hyundai Grand i10 214 động cơ 1.0 số sàn bản đổ, xin gửi gia đình mình đây nhá. 245 triệu đồng. Vâng, 245 triệu đồng này. La răng đúc, phanh đi ABS, lốp lát còn mới, xi nhan trên gương, vô lăng ba chấu tích hợp túi khí và các nút điều khiển trên vô lăng, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này. Đấy, cờ tiền gửi gia đình nhà mình là 245 triệu đồng này, giá còn bớt được nữa cho gia đình mình. Nhưng bác nào đang quan tâm dòng Hyundai i10 quốc dân này thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là để ngay bình luận dưới phần comment này đi để được tư vấn thêm cho gia đình mình ạ. Chào bác anh Ngọc, chào bác Trịnh Phan Văn, chào bác Ngoan Thanh. Có Civic bản top không? Bác Thảo Bùi ơi, Civic bản top thì tạm thời bên em lại chưa có đầu Civic nào nhá. Vâng, anh cứ theo dõi buổi livestream ngày hôm nay cùng em đi, xem có ưng được mẫu nào bên em không. Nếu mà anh chưa mẫu nào ấy thì cứ để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại em kết bạn qua Zalo cũng như Facebook với anh. Làm một cái đầu City nào về bên em sẽ liên hệ ngay và luôn cho anh ạ. Vâng, cảm ơn bác Thảo Bùi rất là nhiều này. Chào bác Trần Then này. Chào bác Huy Tá Văn này. Chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Thành mẫu Hyundai Grand i10 245 triệu đồng vừa rồi. Tiếp tới đây em lại gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là hơn 100 triệu thôi, 135 triệu đồng. Genta 209. Đây, Genta 209 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây, xin gửi gia đình mình ạ. Máy số keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp này. 135 triệu đồng, sedan 2 đầu phân khúc hạng B. Giá còn bớt được nữa gia đình mình. Vâng, chào bác Đỗ Văn Chính vừa xem buổi livestream này. Vios tầm giá sao bác Nguyễn Minh Chiến? Vios bên em đang có một chiếc màu vàng cát 2010 này, là 216 triệu đồng này. Một chiếc màu đen bản E em vừa quay là 245 triệu đồng này, một chiếc bản E màu bạc là 268 triệu đồng này. Đấy, và chiếc đời 2009 là 420 triệu đồng anh nhé. Đây, em đã quay qua cho anh một chiếc bản E màu bạc đây, 2010 đây. Xe tư nhân gia đình đây, anh cùng quan sát với em đây ạ. Đây, anh Chiến ơi, em xin quay lại chiếc này cho anh cùng quan sát nhé. Vios bản E này, 2010 này, đấy. Na răng đúc 4 bánh, phanh đi ABS này. Xe tư nhân chính chủ biển 30 thủ đô đây. Sơn si máy số keo chỉ, cột kèo zin này, xi nhan trên gương này, nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều, 268 triệu đồng. Đây, bản E xịn 1.5 số sàn, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 6 2023. 4 mắt cảm biến lùi phía sau, đầu đài màn hình này, đấy, cỡ to rồi, phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình. 268 triệu mẫu này, chiếc máy quay em này. Đấy, bác Minh Chiến quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em được tư vấn riêng cho bác nhá. Đây, mẫu 245 triệu đây anh ơi, 245 triệu, bản E 2010 này, 1.5 số sàn, la răng đúc, phanh đĩa ABS, xi nhan trên gương đây, sơn si thân vỏ, máy số kèo cột bao zin. Đấy, bác Minh Chiến quan tâm cho em mấy mẫu Innova nhá. À, Tota Vios đi nhá. Cảm ơn, xin lỗi bác, nó nói nhiều hơi nịu. Vâng, chào bác Lan Dương, chào toàn thể chị quý mình. Đây, để em tiếp tục báo giá đầu sản phẩm hiện đang có bên em. Mọi tư vấn và thắc mắc
gì anh chị quý vị nhà mình cứ để lại dưới phần bình luận đi. Từ thắc mắc về xe này, về giá xe này, thủ tục buôn bán cũng như là sang tên đổi chủ như thế nào, cứ để lại dưới phần bình luận cho em. Tư vấn trực tiếp cho anh chị quý vị mình rõ ràng trên buổi trên bức sóng livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều. Đến Ford Tourer này đúng không? Đây tiếp tục đây em báo giới cho gia đình những màu xe. Đây, hôm nay thì bên em có về một chiếc Kia Morning mới đây. Đây một chiếc Kia Morning mới xuất rộng đây. Em xem thông tin này để báo giá gia đình nhá. Kia Morning 2005 145 triệu đồng, bộ động cơ 1.0 số sàn, giá còn bớt cho gia đình mẹ. Đấy, lớp sơn màu đỏ rất đẹp đây. 145 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị nhá. Số tự động này là răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới còn đẹp. Máy số keo chỉ sơn si chất. Đây, một dòng xe nhập khẩu xin gửi anh chị quý vị mình đây. 1.0 số tự động. Cạnh mẫu Kia Morning 2005. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình mẫu Kia Morning đời cao đây. Morning 2016 đây. 2016 1.25 số sàn 4 máy. Máy số keo chỉ bao zin bao chất cho cả gia đình mình. Là răng đúc lốp láp mới. Đây, đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều rét buốt luôn. Đăng kiểm dài tháng 1 năm 2023. Đấy, 215 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình. Đấy, rất là nhiều đồ xe để phục vụ gia đình mình ạ. Cạnh Hyundai Grand i10 1.25 số sàn rồi. Tiếp tục đây là Kia Morning này. Kia Morning 210 đăng ký là bánh 2013. 1.0 số động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhé, bản đồ SLX này. Là răng đúc hoa mai 4 bánh, phanh đĩa ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện này, đè lỗ startup này. Điều hòa nóng lạnh 2 chiều auto Z boost. 235 triệu đồng, 235 triệu đồng nhé. Anh chị quý vị và các chị nào đang quan tâm những dòng xe số tự động nhỏ gọn này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em. Nhắn tin trực tiếp đi. Bác nào mà đặt được xe này, nhắn tin trực tiếp vào khung giờ phát sóng livestream này, giảm giá ngay 5 triệu trên mỗi đầu xe. Giảm 5 triệu giá còn thương lượng được nữa cho gia đình mình ạ. Vậy là Kia Morning số tự động đúng không? Đây tiếp tục là Kia Morning số sàn nhập khẩu này. Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc số sàn 2010, đăng ký là bánh năm 2012. Đấy, biển tư nhân chính chủ 36, quê hương các anh hùng dân tộc đây. Là răng đúc lốp náp đẹp, sơn si sạch sẽ rồi. 156 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu. Giảm sao cho anh chị quý vị quan tâm mua được xe thôi nhá. Đăng kiểm dài, đăng kiểm tháng 12 năm 2022. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn. Đầu đàm hình zin nguyên bản theo xe này. Đấy, máy số keo chỉ keo cột zin. Đấy, rất đẹp luôn. Mang đôi sơn màu trắng này. Điện đóm này, máy số này, dễ bảo trì bảo dưỡng. Phụ tùng thay thế luôn có sẵn. 156 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị mình ạ. Đây còn khá nhiều đồ sản phẩm thôi. Thì vừa em cũng giới thiệu là trên dưới 50 sản phẩm thôi. Cho cả mình cùng quan tâm. Anh chị quý vị mình còn những thắc mắc nào, để lại bình luận dưới phần comment. Tư vấn trực tiếp trên bước sóng ngay chim, ngay và luôn cho gia đình mình quan tâm ạ. Đây tiếp theo đây, một chiếc xe màu đỏ đô rất là đẹp đây. Grand Tra X màu đỏ đô 2010, đăng ký và làm bánh 2012. 228 triệu đồng bao rút hồ sơ này. Máy số keo chỉ cột kèo còn zin. Đấy, xác định được lỗi tặng xe luôn. Xin nhan trên sườn xe này. Gương kính cụp xe điện, đăng kiểm dài, đăng kiểm tháng 12 năm 2022. Vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển, đầu đàm hình zin nguyên bản theo xe. Sấy gương sấy kính đủ cả rồi. Option cửa sổ lock đây, cửa sổ lock Panama đây. 228 triệu đồng. Grand Tra X nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2010, đăng ký là bánh 2012. Đấy. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến chiếc Grand Tra X số tự động 1.2, chiếc máy của em đây, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi, hoặc là gọi qua hai số hotline này 0347 701 777, hoặc là 0343 540 99. Sẵn sàng tư vấn cho anh chị quý vị mình 24/7, không kể thứ bảy và chủ nhật và ngày nghỉ nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Cạnh Grand Tra X 2010 228 triệu đồng vừa rồi, giới thiệu đến gia đình mình một mẫu xe đến từ Nhật đây. Mazda 626, Mazda 626 2.0 số sàn 2004 này. 140 triệu đồng thôi. 140 triệu đồng thôi chị quý vị ạ. Nước sơn màu đen. Đấy, na răng đúc lốp láp đẹp, phanh đĩa ABS này. 140 triệu đồng. Mazda 626
thương hiệu đến từ Nhật. Đấy. Giá còn bớt còn thương lượng được. Xin nhân xe la sang đúc phanh đĩa ABS này. Đấy. 204 140 triệu đồng. Đấy, khá nhiều đồ sản phẩm để phục vụ anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy. Còn thắc mắc gì trực tiếp để lại bình luận cũng như comment để em được tư vấn trên bước sóng này cho gia đình bạn. Chào bác Trần Toan, chào bác Kiên Bùi, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Chúc những khách hàng thân thương đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay luôn mạnh khỏe này, luôn mạnh khỏe bình an, cũng như là luôn ủng hộ Thanh Tùng vào khung giờ 8:03 mỗi tối và như ủng hộ ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Rất vui và hân hạnh được phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Cạnh mẫu Mazda 626 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một series đây, một series 3 sản phẩm Hyundai Grand i10 này. Rất là nhiều đầu Hyundai Grand i10 này, từ bản tiêu chuẩn đến bản đủ cũng như bản thừa luôn để phục vụ gia đình nhà mình nhá. Hyundai Grand i10 2015 đăng ký là bánh năm 2018, 255 triệu đồng. Bản đủ full kịch này. Đấy. Thép đèn pha thì được lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xi nhan trên gương này, na răng đúc phanh đĩa ABS. Có cả đây, có cả cảm biến áp suất lốp đây. Đấy, một option vô cùng an toàn cho anh chị quý vị mình. 250 triệu đồng. Đề lỗ startup, vô lăng tối khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đăng kiểm dài tháng 12/2022. Đấy. Sản xuất 2015, đăng ký lăn bánh 5/2018, 250 triệu đồng. Đấy, cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2015. Tiếp theo giới thiệu gia đình nhà mình Hyundai Grand i10 2016 bản tiêu chuẩn, 260 triệu đồng. Rồi, 260 triệu đồng cho mẫu sản phẩm trước máy quay em đây ạ. Anh chị quý vị mình quan tâm đến mẫu này, bớt ngay được cho gia đình mình 10 triệu đồng trên bước sóng livestream nhá. Bớt ngay 10 triệu đồng nếu quan tâm trên bước sóng livestream này. La răng đúc được lên 4 bánh này, lốp láp mới. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xi nhan trên gương, máy số keo chỉ cột kèo zin, sơn si sạch đẹp, nội thất thơm tho rồi. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ những nhu cầu của anh chị quý vị nhà mình ạ. Đăng kiểm dài tháng 11/2022. Mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ. Đấy, dễ đi dễ động này, đấy, dễ luồn lách nhá. Quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi để em được tư vấn riêng cho anh chị quý vị mình, những khách hàng thân thương ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Đây, tiếp tục là em giới thiệu gia đình lại một mẫu Hyundai Grand i10 đây. Hyundai Grand i10 bản đủ một giá chỉ có 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng anh chị quý vị các bạn nhé. Đấy, bản đủ này, bản đủ full kịch luôn, na răng đúc lốp láp đẹp, phanh đi ABS, xi nhan trên gương. Tay lắm thì kết hợp nút chạm một cửa mở một lần thông minh này. Đấy. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Đăng kiểm dài tháng 6/2022. À, tháng 6/2023 xin lỗi gia đình nhé. Đăng kiểm còn dài miên man. Máy số keo chỉ gầm bệ lốp láp còn đẹp còn chất. Xác định được lỗi tặng xe luôn anh chị quý mình ạ. Đây, thì vừa rồi nó giới thiệu 76 đầu sản phẩm đang được trưng bày và buôn bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Anh chị quý vị nào đang có nhu cầu kinh doanh cũng như trao đổi hoặc ký gửi những dòng xe đã qua sử dụng thì đến với em, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Hân hạnh phục vụ anh chị quý vị mình 24/7 nhé. Mọi thắc mắc cũng như vấn đề gì cần tư vấn về xe, giá xe, đời xe, cũng như những thủ tục sang tên ký gửi hoặc là bấm biển thay đổi chủ thì cứ để lại cho em dưới phần bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp qua hai đường dây nóng này 0347 701 777, 0343 540 99. Cảm ơn anh chị quý vị mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Muốn có xe hay thì gặp ngay Thanh Tùng chạy tọa ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại gia đình nhà mình nhá.